Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nguy cơ thất thu ngân sách ở dự án núi pháo. Thanh tra Chính phủ kiến nghị giả soát lại các vấn đề có liên quan về chữ lượng, việc cấp phép khai thác hầm lò tại mỏ núi pháo, xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo kết luận, thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên vừa được thanh tra Chính phủ công khai. Dự án khai thác chế biến khoáng sản núi pháo do Công ty trách nhiệm hạn khai thác chế biến khoáng sản núi pháo làm chủ đầu tư. Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kết luận thanh tra số 2065 xung quanh việc quản lý, sử dụng đất đai tại đây. Kiểm tra việc thực hiện kết luận này, thanh tra chính phủ phát hiện hàng loạt vấn đề, nguy cơ thất thu ngân sách. Kết luận thanh tra cho biết diện tích 19,72 ha được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi và giao cho công ty núi pháo, nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư cho 11 hộ gia đình cá nhân. Diện tích trên 46 ha Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi và giao cho công ty từ năm 2007 không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng theo quy định. 66 ha được tỉnh Thái Nguyên thu hồi và giao cho doanh nghiệp từ năm 2009 nhưng không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nằm ngoài quy hoạch của dự án nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ để trả lại đất. Gần 3 ha đất nông nghiệp của 50 hộ gia đình, cá nhân được thuê để sử dụng làm kho hàng và bãi để xe phục vụ cho hoạt động của công ty không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Diện tích trên 21 ha thuộc xóm 3, xóm 4, xã Hà Thượng, khoảng 217 hộ gia đình cá nhân chưa thực hiện thủ tục quy hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, diện tích 1,5 ha của 26 hộ gia đình cá nhân thuộc xóm 2, xã Hà Thượng chưa hoàn thiện thủ tục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các nhiệm thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ và Công ty Núi Pháo, thanh tra chính phủ nhấn mạnh. Ngoài ra, tại mỏ Vôn Pham, Đa Kim Núi Pháo, xã Hùng Sơn và xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, thanh tra chính phủ phát hiện việc xác định tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quyết định số 500-2015 do ông Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới tính phần khai thác lộ thiên trên 55 triệu tấn, không tính phần trữ lượng khai thác bằng phương pháp hầm lò trên 28 triệu tấn trong khu vực khai thác 90 ha. Việc này chưa phù hợp với Nghị định 203-2013 của Chính phủ có nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước. Trách nhiệm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Thuấn và các cơ quan liên quan kết luận thanh tra chỉ rõ. Riêng sản phẩm tinh quạng vàng do doanh nghiệp chưa lót đặt dây chuyển chế biến đang kê khai nộp phí bảo vệ môi trường của sản phẩm khoáng sản kim loại khác là vi phạm điều 4 luật khoáng sản năm 2010 về nguyên tắc hoạt động khoáng sản. Làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm minh, thanh tra chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục các nội dung vi phạm về đất đai và môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra trong kết luận số 2065 tại dự án khai thác chế biến khoáng sản núi pháo. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ra Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giả soát lại các vấn đề có liên quan về chữ lượng, việc cấp phép khai thác hầm mỏ tại mỏ núi pháo, xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về giá cả, chữ lượng và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật bộ tài nguyên và môi trường cũng phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể cá nhân có liên quan trong việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nêu trên